cuối cùng là sếp ma nữ tuyên bố là không có quen ai hết. Lớn chuyện rồi. Vậy sao lại kỳ vậy ta? Em nghi ngờ lắm nha. Cả sếp nam lẫn ông quý đều có những cái tố chất rất là tốt, mà tại sao ma nữ mà không chịu ai? Kén cá chọn canh. Bà quá tự tin bản thân của bà cho nên bà không thèm chọn ai hết. Quá chảnh. Không phải, nhưng mà ông quý thì rõ ràng là người xấu rồi, phải dẹp ra khỏi danh sách liền. Đúng cho rồi. Nên là bây giờ chỉ còn có sếp nam của mình thôi. Nhưng mà sếp nam của chúng ta thì lại quá rụt rè và không dám nói lên chính kiến của mình. Còn thất bại. Trời ơi, thông cảm đi, sếp nam mà có nghĩa là chưa có bao giờ yêu ai hết, nó không có kinh nghiệm, mấy đứa hiểu không? Thì không yêu thì bây giờ yêu rồi nó mới có kinh nghiệm. Còn sếp ma nữ mình nữa. Chảnh thì chảnh vừa đúng thôi. Đúng rồi. Bà làm như bà đẹp cỡ như hoa hậu, bà chảnh thì cũng không nói. Không phải. Cái này là bà chảnh mà gọi là chảnh kiểu đúng là quý tộc. Chảnh mà gọi là chảnh có đế chế luôn đó. Mà chảnh mà có đế chế là ế suốt đời. Thì đúng rồi, chảnh là chảnh. Theo tôi á là sếp ba nữ không phải như vậy, đúng không chị? Là do đàn ông ra hết á. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Chị La nói rồi, chị La. Đúng rồi. Rõ ràng đi, sếp nam đi hoặc là ông quý đi, hồi xưa treo đùa sếp ma nữ đi cũng đâu có bao giờ hỏi với tụi tôi đúng không? Hỏi nhân viên nữ là coi như là sếp nữ thích cái gì đâu. Đúng rồi. Làm một mạch thôi mà không có chịu đi hỏi gì hết đó. Nói em kia chúng nói ba đứa mình. Quan trọng nữa là cái biết cái gì không? Là cái tính chất lời nói quyết định. Lời nói quyết định. Đúng rồi. Là nó quyết định là gì? Thấy chưa, tôi biết ngay mà. Làm như biết lắm vậy. Mỗi lần mặt đó là biết ngay đó. Tại nghe đứa nhỏ nhất phòng nói cho nghe là nói đi em. Lời nói quyết định là lời nói quan trọng, là lời nói để thể hiện tính nam tử hán đại trượng phu. Là sao? Biết ngay mà. Ngay. Bởi vì chơi chung riết làm như bị nhiễm á chị. Không phải. Mình nói nội câu này thôi nè là đánh giá được giới tính nó rồi. Đúng rồi. Nó nói nam tử hán đại trượng phu, mình nói hả? Hỏi là gì là biết rồi. Nó đâu phải đại trượng phu đâu. Nói cho anh chị em ta thông cảm cho. Tội nghiệp ba má mày ghê luôn thiệt. Nuôi cho lớn giờ mới biết. Ba đàn ông. Ủa biết luôn hả? Biết đàn ông luôn hả? Biết gì? Ôi, quay quả binh rõ ràng vậy. Bây giờ là quan trọng là chuyện của sếp nam với sếp nữ. Trở lại vấn đề chính rồi. Ý của chị là chị muốn trưng cầu ý của mấy đứa. Vậy sao chị La? Chị lớn nhất phòng. Thì bây giờ nè, cái chuyện mà lời nói quyết định á, lời nói đó không phải rõ ràng và rành mạch. Ví dụ như gặp người ta là phải xa rang hay vô liền. Xa rang hay vô là cái gì? Tự nhiên xa ra mà còn nhào vô. Là anh lớp vô đó. Đó là anh yêu em đó. Phải gặp trực tiếp rồi nói thẳng ra là anh yêu em luôn. Cái gì đâu mà cứ tiếng Hàn Quốc là anh yêu em. Tưởng xa ra là còn nhào vô nữa nhá. Trời ơi, còn cứ thật thật thòi thòi thì làm sao mà bao giờ là hai người đó mới đến được tiếng nhau. Nhưng mà chị bây giờ làm sao mà cho sếp nam á phải đứng trước mặt sếp nữ mà nói cái điều đó. Vấn đề là nằm ở cái động cơ. Làm sao mà chúng ta làm cho sếp nam có thể mạnh dạn, có một cái động cơ ở trong trái tim của mình mà bật lên được ba chữ đó bằng cả một tâm hồn của mình, cả một sự khát khao nồng cháy thì sếp nữ mới nhận được, đúng không? Còn nếu mình nói được anh yêu em nha, trời ơi mà người ta tin, đúng không? Đúng rồi, phải làm bà La anh yêu em nha. Hay quá, anh yêu em nha kìa. Chị hay quá. Hay hả? Em có cách rồi. Cách gì? Có cách rồi. Đúng, có cách rồi. Trời ơi, công nhận hay quá chị đã La. Đầu đầu đi chị, nói với trình độ nha chị. Ok, bây giờ mình sẽ đến gặp sếp nam. Mình thông báo với sếp nam là sếp nữ bị ung thư sắp chết. Hay ha. Không, tôi bên Hàn Quốc nó hay vậy. Đúng rồi. Mình thông báo với sếp rồi cái là sếp nam bừng tỉnh ra. Không có đâu. Nó nghe chị đã La, chị đã La. Mai rảnh không? Đi chùa đi. Đi chùa giải nghiệp đó chị. Đúng rồi. Trời ơi, nhìn cũng đẹp gái đúng không? Mở miệng ra là chùa ẻo này. Không minh được. Có không em được. Em suy nghĩ giống chị đó. Thì có cái phải có cái động lực. Không được. Ai đóng gói hả con này gửi về Hàn Quốc giùm cái. Ví dụ như bây giờ nói ra sếp nam tỏ tình không nói, sếp nam ổng đứng tim ổng chết luôn rồi sao? Ai chịu trách nhiệm? Hả? Ổng buồn quá leo lỏng nhảy xuống luôn rồi sao? Đó là lời chia ly cuối cùng luôn. Thì bên kia suy nghĩ đi. Ở đây ta suy nghĩ rồi nè. Đây nè, mấy đứa sao cứ suy nghĩ cái gì mà nó phức tạp quá đi. Chị đã nói mấy đứa rồi, muốn thổ lộ tình yêu á, là chúng ta phải xuất phát từ sự chân thành từ trái tim. Đúng không? Không có cần thiết mà em bị ai mượn này đó kia. Là em nói em ung thư, mấy mối ung thư đó em là kẻ lừa dối. Đúng rồi. Lừa đảo. Dối lừa. Chưa có gì hết mà lừa dối. Đúng rồi, dối lừa mà đi dành tình yêu như vậy thì tình yêu nó đâu có chân thật đâu. Đúng không? Bỏ ngay những tư tưởng đó đi. Chị là chị luôn luôn ủng hộ như tình yêu xuất phát từ con tim.
là mình phải nói ra được cái lòng của mình để người ta cảm nhận được. Thì ta cảm nhận được người ta mới chấp nhận mình được, hiểu không? Nếu vậy thì bây giờ thôi, đừng có phức tạp, đừng có phức tạp quá. Theo ý chị là làm theo những cách thông thường nhất, đơn giản nhất mà đi thẳng đến trái tim thôi. Là thông thường nhất mà người ta tỏ tình là hay có hoa và gấu nè. Không, âm nhạc nè. Nến nè. Bích tết hình trái tim đồ nè, rượu vang đồ nè. Bây giờ vậy nha, bích tết thì đây không có. À, tới nay nến thì trái công ty ha. Rồi cái gì gấu bông đồ gì chắc là ma nữ không ưa ha. Tính cái đúng rồi, không có tính đâu. Không chơi gấu bông đâu. Rồi thôi bây giờ chúng ta chỉ còn một cái để chọn thôi, đơn giản nhất, hoa hồng. À, bông hồng. Hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu mà người phụ nữ nào cũng thích. Đó. Rồi mấy đứa đó bây giờ vậy nè, chị phân công luôn nha. Mấy cái đứa nữ này nè, mình sẽ đi chọn những bông hoa hồng đẹp nhất cho chị. Khoan. Dạ. Gì? Em có ý kiến. Gì nữa? Thường em thấy nhắc tới tình yêu là ai cũng mua hoa hồng. Nó tầm thường quá. Mà sếp ma nữ của mình thì cá tính rất là mạnh mẽ. Bây giờ mình đừng có tặng hoa hồng, mình tặng hoa khác đi. Đúng rồi, đúng rồi. Được không? Cái ý này hay nè. Tặng bông cúc hay là bông gì đi? Bông vạn thọ nè. Đó. Em biết một chỗ kia bán đẹp lắm. Thấy không? Tại vì tôi đi mua. Này mà. Hai đứa bay đi chùa đi nha. Hai đứa bay đi chùa đi bớt tạo nghiệp nha. Chuyện tình yêu của ta mà bông cúc, bông vạn thọ vô hả? Cúng bông ai vậy hai cha? Trời ơi, em nói chuyện người ta. Trời, nói chuyện có trình độ ghê luôn thiệt. Luôn á. Thì không được thì thôi, ta ý kiến thôi mà. Nó quyết định bông hồng là bông hồng. Rồi bây giờ quyết định bông hồng đi chị. Mệt mỏi. Thật sự là chị mệt mỏi mấy đứa này ghê lắm. Dạ đúng nha. Có giúp thì giúp, bàn vô chứ không có bàn ra, nghe chưa? Muốn làm thì làm. Không có hiểu gì ý nghĩa của loài hoa là không được quyền nói vô, nghe rõ chưa? Để tỏ tình, tình yêu là chỉ có hoa hồng thôi, hiểu chưa? Tùy theo người phụ nữ đó thích hoa hồng màu gì. Tùy theo cái tính cách người phụ nữ đó, dù hiền dịu tặng hoa hồng trắng, đúng không nè? Cao sang mình tặng hoa hồng vàng, đúng không? Còn một người mà mạnh mẽ như là ma nữ đây, mình tặng hoa hồng đỏ. Tôi phân phó cho những bạn nữ nè, đi bó cho tôi một bó hoa hồng bao nhiêu bông cũng được. Ví dụ như là mình tỏ tình ngày mùng 10 bó 10 bông cho tôi, ngày 12 bó 12 bông, ngày 18 bó 18 bông. Rằm là 15 á. Đúng rồi. Mà không để cái tượng Phật vô nha. Mệt à. Hình hôm nay đầu tháng ít bông á. Chỉ có một bông mà. Một bông thì lượm cái bông hồng bự bự á. Cái bông hồng gì bự bự nhiều màu đó. Thì tặng lên cho người ta. Tặng mà còn tính toán vô. Rồi. Tụi em làm gì? Bên nữ vậy, bên nam tụi em sao chị? Bên làm nam gì? Tụi em cái nhiệm vụ của em quan trọng lắm. Quan trọng hả chị? Bởi em dùng hết dũng khí của các em, dùng hết tinh lực của các em, tinh thần của các em, dùng hết khả năng của các em phải nói làm sao cho trái tim của sếp nam mềm ra, mở ra để đón nhận tình yêu, hiểu chưa? Trời ơi, tưởng cái gì chứ cái chuyện nói là để em. Cái miệng em nói là thế nào sếp nam cũng siêu lòng. Mà em là yêu văn nghệ, nó không những em nói mà em sẽ hát trong đó luôn. Đúng, bây giờ chị nghĩ vậy nè. Mình phải tỏ tình theo cái phương pháp bây giờ nó đang mút ở trên mạng. Đúng đó rồi. Là tự nhiên người ta nhảy, mà tụi bay nhảy thì không có được ha. Bây giờ mình phải tập những bài hát để hầm hát chung. Đúng rồi. Để mà mình lên tinh thần, lên không khí, đúng không? Em là số 1. Bây giờ hai đứa này là lo là coi như là về tinh thần nè. Đây là lo bài hát nè. Mấy đứa gái là lo hóa hồng nha. Chị sẽ lo phần anh thiện. Vậy đi nha. Cái gì vậy? Sao không nói bên phòng chị mà tự nhiên bắt chị qua đây? Dạ không được chị, phòng chị không đủ không gian. Dạ đúng rồi, cái gì tới cũng tới, người cần gặp cũng phải gặp. Dạ đúng rồi. Dạ sao? Cái gì đến nó đến, mình đón nó luôn đi chị. Dạ đúng rồi chị. Đúng rồi. Đến rồi đây. Em đẹp không cần son phấn, duyên hồng xinh thật xinh, rất hiền. Rất hiền, rất hiền. Không buông riêng giày cao gót, em chọn riêng mình em áo dài. Thật ra thì tôi có mang giày cao gót thiệt, nhưng mà tôi không có mặc áo dài. Tôi cũng không có mặc quần jean. Tôi cũng không có được dịu dàng duyên dáng gì với ai hết á. Lạnh quá.
quá, té bây giờ. Chật quá, té là bớt. À, tôi thấy tôi không có cái mấy cái điều đó nên thôi tôi đi. Đi đâu mà vội mà vàng, mà dấp phải đá mà hoàng phải dây. Anh nói gì đi anh? Xin em, nói đi xem. Không yêu, không yêu, nói một lời. Dạ. Ai mà tôi đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân. Trời ơi, cả thanh xuân. Vì ai? Vì ai mà tôi phải u sầu ủ rũ? Vì ai? Vì ai mà nói một mà không dám nói hai? Vì ai? Vì ai? Bây giờ sếp định phủ nhận tất cả hả? Sếp phải chịu trách nhiệm với những gì đã gây ra cho tôi. Chết đâu, đánh vô trung tâm luôn rồi. Sếp thử mới vừa nói gì vậy? Chị Nhiên ơi, em cũng có thưởng lương cho chị nữa. Không cần gì vậy? Trời ơi, chị Nhiên, đừng có chơi lớn như vậy chị. 3 tháng rồi đó. 3 tháng cái gì? Nghe tụi tôi tuyên bố đây. Tôi đại diện cho nhà trai. Còn tôi đại diện cho nhà gái. Tụi tôi tuyên bố. Đồng ý.